chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm xôi thập cẩm lạp xưởng tôm khô với thịt đó các bạn. Trước tiên thì mình sẽ mua nếp về rồi mình sẽ ngâm ở trong nước á, khoảng 8 tiếng đồng hồ cho nếp nó nở ra, nó sẽ được ngon. Ở đây thì mình sử dụng là nếp cái hoa vàng 1 kg, mình sẽ ngâm qua đêm và ngày mai mình sẽ chế biến cho các bạn cùng xem cái món xôi nó như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi ngâm nếp. Nếp này thì các bạn vô các siêu thị á, nó có bán rất là nhiều luôn á các bạn. Rồi bây giờ các mình sẽ đem đi vo cho nó sạch, rồi các bạn sẽ ngâm trong nước ấm á, hoặc là các bạn ngâm ở trong nước cốt dừa, nó rất là béo cái hạt nếp của mình. Đó, các bạn có chuẩn bị nước cốt dừa thì các bạn sẽ ngâm qua đêm cũng được, hoặc là các bạn ngâm trong nước ấm, nước lạnh đều được hết nha. Bây giờ mình sẽ đi vo và mình sẽ ngâm, ngày mai mình sẽ nấu cho các bạn cùng xem. Rồi bây giờ mình sẽ ngâm ở đây sau một đêm nha các bạn. Mình đã đổ nước vô đây nè, các bạn ngâm nước nhiều nhiều cho cái nếp nó nở ra. Rồi nếp của mình sau khi mình đã ngâm qua đêm nè các bạn. Đó, mình sẽ để vào một cái rổ á, cho nó ráo nước cho nó khô lại nha các bạn. Rồi bây giờ mình đã chuẩn bị ở đây thì 100g tôm khô, thì các bạn cũng nhớ là mình cũng ngâm cho nó mềm cái hạt tôm khô này luôn, những con tôm khô này cho nó mềm lại. Và mình chuẩn bị ở đây là 100g tôm khô và 150g lạp xưởng nha các bạn. Đó, các bạn mua lạp xưởng loại nào cũng được hết. Và ở đây thì mình chuẩn bị thêm 200g thịt nạc và củ tỏi hành tím để mình ướp vào cho nó thơm. Và các bạn chuẩn bị mực trứng để mình chiên lên, mình để vào cái món xôi thập cẩm lạp xưởng tôm khô và thịt. Và cái món xôi này không thể thiếu đó là cái món là nước tương nha các bạn. Đặc trưng của cái món xôi này là có nước tương, nó rất là thơm và ngon. Ở đây thì mình sử dụng nước tương Nam Dương rất là đậm đặc và thơm ngon. Rồi bây giờ thì tiếp theo thì mình sẽ xắt thịt ra, rồi mình sẽ ướp và mình sẽ làm chung các gia vị cho nó thấm, rồi mình sẽ trộn vào cái nếp của này nè các bạn, cho nó được đậm đà gia vị, nó được sẽ được ngon. Đó, sau khi mình ngâm xong rồi mình các bạn sẽ để bên cái rổ cho nó thoáng và nó sẽ nhiễu nước ra hết. Mình đầu mình sẽ làm, bây giờ mình sẽ xắt thịt ra nha các bạn. Rồi cái phần thịt 200g thịt này thì các bạn mình cũng rửa sạch lại rồi. Bây giờ thì các bạn sẽ xắt giống như cái hạt lựu vậy đó. Các bạn sẽ xắt nhỏ nó ra như cái hạt lựu, đợi chút xíu các bạn để vào xôi á, khi các bạn ăn á chúng thịt nó vô nó rất là ngon nha các bạn. Đó, mình sẽ xắt hạt lựu vuông vuông như thế này nè các bạn. Đó, các bạn sẽ thịt ra rồi mình sẽ xắt như cái hạt lựu vậy đó. Đó, từ cục như thế này nè. Rồi thịt của mình cũng xắt ra cũng vuông vuông như thế này nè các bạn. Xong rồi mình cũng băm hành tím và tỏi, xong rồi mình sẽ ướp gia vị qua đây cho nó đậm đà nha các bạn. Rồi mình sẽ để khoảng 15 phút cho nó thấm gia vị, rồi bắt đầu mình sẽ đem đi xào. Còn cái phần lạp xưởng này thì mình sẽ bắt lên bếp, mình sẽ chiên sơ cho nó thơm. Các bạn sẽ để vào cái món xôi nó sẽ được thơm và ngon lắm. Các bạn nhớ là mình phải chiên lên nha, hoặc mà các bạn nướng lên đều rất là ngon. Và trứng ở đây thì mình cũng đi chiên ấp la đang mình để vào cái món xôi. Rồi bắt đầu mình sẽ đi ướp gia vị. Rồi mình sẽ bỏ vào đây, rồi mình sẽ ướp. Các bạn sẽ bỏ vào nước nha các bạn. Thì mình để củ hành tỏi và tím vào đây cho nó thơm cái món ăn của mình nha. Bây giờ thì các bạn sẽ cho một muỗng đường. Các bạn sẽ cho ướp vào đây một muỗng đường. Và mình sẽ cho nửa muỗng hạt nêm vào đây. Các bạn sẽ ướp nửa muỗng hạt nêm ha vào đây. Và dầu hào thì các bạn sẽ cho một muỗng dầu hào vào. Đó, muỗng canh dầu hào vào đây. Và các bạn sẽ cho một ít tiêu cho nó thơm thơm. Ở một muỗng cà phê. Xong rồi các bạn sẽ cho nước tương vào, ướp cho nó thơm. Đó, các bạn cho muỗng nước tương vào đây nữa. Rồi các bạn sẽ trộn đều lên. Các bạn nhớ là mình ướp xong mình để khoảng 15-30 phút gì đó, tùy theo thời gian của mình để cho nó thấm gia vị.
rồi mình sẽ bắt lên bếp mình sẽ xào nó. Rồi trong thời gian mình chờ nó thì mình sẽ đi chiên lạp xưởng. Rồi bây giờ mình sẽ cho một chút dầu vào đây cái chảo đó, mình sẽ chiên nó cho nó thơm. Đó, các bạn nhớ là mình chiên lạp xưởng hoặc là các bạn nướng cái lạp xưởng lên cho nó thơm nha các bạn. Chỉ cần mấy bạn chiên sơ cho nó hơi vàng vàng thơm phía ngoài là được rồi. Đó. Cái này là mình làm cho hương vị nó tăng thêm, hương vị nó sẽ được thơm ngon á các bạn. Lạp xưởng thì nó mau, rất là mau chín. Mình chỉ chiên sơ phía ngoài. Rồi đó các bạn thấy không, mình chiên nó vàng vàng hơi rồi. Bây giờ bắt đầu mình lấy ra mình để nó nguội á. Các bạn sẽ sắc cái này ra cho nó nhỏ lại nha. Xong rồi nè các bạn, nó vàng vàng như đây nó rất là thơm luôn. Rồi hai cái trứng này thì các bạn sẽ đập tùy theo cái lượng trứng, thì mình thích ăn nhiều thì các bạn sẽ đánh nhiều, các bạn sẽ chiên lên. Còn ở đây thì mình sử dụng hai trứng nha. Rồi các bạn sẽ đánh lên không cần niêm gì hết. Rồi mình sẽ đem chiên ốp la mỏng ra đó, rồi mình sẽ cắt sợi ra mình để vào cái xôi của mình nha các bạn. Đó, mình đánh xong mình giờ mình đem đi chiên. Đó, cái chảo thì mình chiên sơ thì các bạn sẽ áo một lớp mỏng thôi. Đó. Các bạn chiên như vậy xong các bạn sẽ sắc sợi cái cọng trứng này ra nha các bạn. Mình để vào xôi á nó sẽ được cái màu vàng nó bắt mắt, mà nó được thơm ngon cái mùi trứng của mình nữa. Xong rồi nè, thì mình chỉ cần mình lấy ra rồi mình sẽ sắc thôi nha. Rồi tất cả nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong nè, bắt đầu mình sẽ bắt bếp lên rồi mình sẽ xào cái phần thịt nha các bạn. Sau 15 phút rồi, bây giờ mình sẽ sắc cái này ra, sắc này ra rồi mình sẽ đi bắt lên, mình sẽ nấu món xôi. Rồi bắt đầu mình xào, mình sẽ cho cả muỗng canh dầu vào đây. Và các bạn sẽ cho củ hành tím và củ hành của mình vào đây luôn, thử cho nó thơm. Rồi khi thơm thì mình sẽ cho cái phần thịt của mình ướp đó, mình sẽ cho vào đây luôn nha các bạn. Và các bạn sẽ xào chừng nào khi mà của mình nó săn hết đó, thì mình sẽ cho cái phần lạp xưởng và tôm khô vào đây, mình sẽ trộn đều luôn nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ xào cho nó săn cái miếng thịt lại. Đó, xào cái mùi thơm nó bốc lên rất là thơm luôn nha các bạn. Rồi khi thịt mà nó đã săn rồi nè, thì các bạn sẽ cho cái phần 100g tôm khô các bạn sẽ cho vào đây luôn nha các bạn. Đó, các bạn nhớ là tôm khô là mình phải ngâm nước cho nó mềm, xong rồi các bạn sẽ đổ vào cái phần sôi trộn đều luôn. Các bạn xào chung như thế này. Rồi cái phần lạp xưởng của mình cũng sắc ra cục tròn tròn như thế này nè, rồi mình cũng cho vào đây luôn nha các bạn. Rất là thơm luôn nha các bạn ơi. Đó, các bạn xào cho nó thấm đều gia vị vào các lạp xưởng nè, tôm khô nè, thịt nè. Đó, rất là thơm. Rồi xong rồi mình sẽ đem vô mình trộn với nếp và mình sẽ đem đi làm món xôi nha các bạn. Rồi tiếp theo mình bắt đầu mình sẽ trộn nếp này lại cho mình, bắt đầu mình sẽ đi hấp. Các bạn nhớ là mình chuẩn bị một ít nước cốt dừa nha các bạn. Nước dừa lon hoặc là nước dừa tươi gì đều cũng được hết. Ở đây thì mình sử dụng nước cốt dừa lon, ở đây thì 400 thì mình sử dụng khoảng 200 nửa lon nước cốt dừa này thôi. Với ở đây thì một ký nếp thì các bạn sẽ sử dụng nước tương thì là 60g, thì nó có ít hơn nửa chén một chút. 60g nước tương các bạn sẽ ướp vào đây, các bạn sẽ trộn đều vào nếp của mình. Cái món xôi này phải có cái nước tương nó rất là thơm. Đó, các bạn sẽ trộn đều lên.
bạn nhớ là một ký nếp thì 60 ml nước tương, mình sẽ trộn đều vào cái nếp như thế này. Và phần nước cốt dừa thì khi mà mình hấp dần xong á, mình mới chế phần nước cốt dừa vào. Bây giờ các bạn mua ở siêu thị á, nước cốt dừa này rất là tiện lợi cho mình làm á các bạn. Rồi xong rồi mình sẽ đổ cái phần nhân của mình xào thịt lạp xưởng trong khô á, vào đây mình sẽ trộn đều lên với nếp. Rất là ngon các bạn làm món xôi này ngon lắm. Xong rồi thì các bạn nhớ là mình trộn đều lên, mình trộn đều cho nó thấm, cho nó thấm gia vị nè của cái đồ xào của mình nè. Xong rồi các bạn chỉ bắt lên bếp và mình sẽ hấp mà xôi lên thôi là mình được cái món xôi thập cẩm này rồi. Thơm ngon lắm. Các bạn thích ăn chả lụa thì các bạn sẽ mua thêm, mình để vào chả lụa thêm cũng được. Đó. Các bạn trộn về này, cái gia vị của mình xào cái trong khô lạp xưởng á, nó thấm vào cái hộp nếp của mình. Xong rồi bây giờ mình sẽ bắt lên cái xưởng của mình sẽ hấp. Đó, các bạn thấy không? Rất là ngon và thơm nữa. Rồi bây giờ mình bắt cái sửng lên đó, thì bắt đầu mình sẽ cho cái phần nếp của mình vào đây. Các bạn sẽ đem đi mình hấp nha các bạn đó. Mình cho nếp mình vào đây rồi mình hấp. Rồi các bạn sẽ trang trang ra còn cái lỗ như thế này, rồi các bạn sẽ hấp lên. Rồi các bạn sẽ đậy nắp lại, mình sẽ hấp. Rồi sau khi các bạn hấp khoảng 10 phút thì các bạn sẽ dỡ cái nắp cái nồi xôi mình ra. Rồi các bạn sẽ xới đều cho nó trộn nó đều lên đó các bạn. Thì xôi này thì các bạn hấp khoảng 40 phút tới 45 phút thì xôi mình nó sẽ chín. Thì các bạn nhớ là khoảng 10 phút gì đó thì các bạn sẽ mở nắp ra, rồi các bạn sẽ xới cho nó đều chỗ nếp này nếp kia đó, nó đều với nhau. Đó, các bạn thấy không, rất là ngon luôn. Chút xíu mình chế nước cốt dừa vô á thì nó sẽ cái hộp nếp của mình nó sẽ tươm tươm, dầu mỡ này kia ra đó, thì cái hộp nếp mình nó sẽ bóng lên, nó sẽ đẹp lên nữa các bạn. Bây giờ thì mình chưa có hấp, thì các bạn hấp khoảng 30 phút trở lên đó, thì mình sẽ chế nước cốt dừa vào đây. Nồi này nãy giờ mình hấp được 10 phút rồi nè. Đó, bây giờ thì mình sẽ xới nó lên, mình hấp tiếp. Xong rồi đó các bạn, xong rồi các bạn sẽ đậy nắp lại nữa. Xôi của mình sau khi mình hấp được khoảng 40 phút nè các bạn, tại cái nồi của mình nó hơi nhỏ đó, cái nồi lớn lớn thì các bạn hấp khoảng 30 phút là được. Bây giờ khoảng 40 phút, bây giờ mình sẽ chế cái phần nước cốt vào đây. Thì các bạn sẽ rưới đều ở trên cái phần xôi của mình. Đó. Thì các bạn sẽ cho nước cốt khoảng 200ml lên đây. Các bạn thích béo thì các bạn sẽ rưới đều như thế này và bạn hấp thêm 20 phút nữa. Thì cái món xôi của mình nó rất là ngon luôn. Đó. Đó, thì mình sẽ rưới lên sơ sơ, mình sẽ trộn đều lên như thế này rồi mình sẽ rưới tiếp tục. Các bạn thấy nó xôi khi mà có nước cốt vào như thế này nó béo lắm. Đây là cái bí kíp để mình làm món xôi nó ngon lắm. Đó. Xong rồi thì các bạn sẽ tưới tiếp tục cái phần nước cốt của mình lên đây. Các bạn nhớ là mình rưới nước cốt xong rồi các bạn hấp thêm 20 phút nữa là cái xôi của mình đem ra dùng được rồi đó các bạn. Ra thì mình sẽ cho một ít trứng của mình chiên á, mình sẽ bỏ vô mình ăn với cho lụa đều rất là ngon luôn. Xong rồi nè các bạn xới đều lên rồi mình sẽ đậy nắp lại.
Rồi các bạn sẽ để nắp lại, mình hấp 20 phút nữa nha. Rồi xôm xôm mình đã xong rồi đó. Đây nồi xôi của mình sau khi mình đã nấu xong 20 phút á, mình nhắc xuống bếp rồi nè các bạn. Đó, nó chín nóng rất thơm luôn nha các bạn ơi. Bây giờ các bạn chỉ cần mình múc ra các bạn thưởng thức. Các bạn để thêm chả lụa và cái hộp gà mình đánh ra mình chiên hồi nãy đó, các bạn để lên thêm và các bạn sẽ ăn. Nếu các bạn cảm thấy mình khẩu vị hơi lạc á, thì các bạn có thể là cho một ít nước tương mình xịt thêm mình ăn á. Món xôi rất là thơm luôn nha các bạn. Và đây là cái mâm xôi của mình sau khi đã làm xong nè các bạn. Đó, rất là ngon luôn và thơm nữa. Cái gia vị đậm đà khi mà mình ướp vào miếng xôi đó các bạn. Mình ăn một miếng tôm khô, lạc xưởng và trứng gà của mình hoặc là trứng vịt mình chiên ra đó. Rồi mình ăn, mình có chan thêm một ít mỡ hành lên như thế này. Rồi các bạn sẽ cho người thân của mình trong gia đình thưởng thức. Rất là ngon, món xôi thập cẩm, lạc xưởng, tôm, thịt. Rất là ngon luôn. Các bạn thấy video mình có hay thì cho mình xin một like. Cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Video mình ở đây cũng xin kết thúc. Cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều nha các bạn. Hẹn các bạn lại video sau. Với một ký nếp thì mình làm ra được một mâm xôi như thế này thì các bạn sẽ đãi cho cả gia đình mình ăn cùng món xôi rất là ngon. Xôi thập cẩm, tôm, thịt và lạp xưởng, trứng chiên. Rất là ngon luôn nha các bạn. Nào mời các bạn cùng dùng với mình cái món xôi thập cẩm này nha các bạn.